Hello everybody, hello đồng bọn. Ngày hôm nay là ngày thứ ba. The 13th? Is it the 13th today? Hình như là 14, sorry. 14, ngày 14 tây tháng 5. Mới đi show về giờ rất lộn xộn hết à. Ngày hôm nay Tracy muốn giới thiệu đến các bạn này không phải là một cái máy, nó là một cái device excuse me, nó làm cho chúng ta có thể ốm xuống từ 5 đến 10 pound ngay lập tức. Lý do là như thế này, là cái máy này đó, nhất là phụ nữ của chúng ta thường hay gain cái water weight, là cái mình giữ nước trong người rất là nhiều, nhất là trước khi mình có tháng, hoặc là khi mà mình ăn mặn nhiều á, mình giữ nước rất là nhiều, phải không? Và khi mà mình giữ nước trong người, nó làm mình bloated, nó làm cho con người, cái người của mình nó phình ra. Hôm nay Tracy tới văn phòng thì được giới thiệu một cái treatment để mà nó có thể giúp mình lose cái water weight right away. Thì Christine, cô nurse, mới cho Tracy biết là mình có thể lose up to 2 pounds each treatment. Để chẳng hạn như trước khi mình có một cái tiệc wedding hay một cái pool party, cần mặc đồ tắm, cần mặc đồ bikini, hay là đi đám cưới mà mình sắp có tháng hay gì đó, mình làm cái người mình nó nở lên, nơi tại vì nước, mình giữ nước á. Không biết các bạn sao chứ Tracy mỗi lần mà trước khi mà đến cái ngày đó đó, là thường thường mình giữ nước rất rất là nhiều trong người, và quần áo gì chật nứt hết trơn à, và nó lên cân một cách mà kinh khủng luôn. Nhưng mà đó là tại vì người gì mình giữ nước thôi, chứ không phải là chất 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 nó là fat, nhưng nó làm mình rất là khó chịu. Thì hôm nay trong văn phòng mới giới thiệu một cái treatment để cho chúng ta lose weight liền tức khắc, từ 2 pound cho tới 10 pound, tùy theo là chúng ta một cô Christine nó một ngày có thể làm 2 lần, mỗi lần 40 phút. Thì bây giờ trước khi Tracy nhảy vô nằm trong cái này thì cho mọi người xem nó như thế nào nha. Hello Don Lê, hello chị Cúc Mã, hello Mỹ Phương, hello Sammy Hà, hello anh Châu Tuấn, hello Linh Bùi, hello Tina Uyên Hà. Ok, bây giờ cho mọi người xem cái này nè. Nó không phải là cái máy, mới kêu là cái gì. Nó có cái tên gọi là Balancer Pro. Đó. Bây giờ Tracy sẽ nằm vô đây nha. Can you lift this up? Yeah. Đó, mặc quần áo, vẫn mặc quần áo bình thường nha. Ok. Ooh, I'm gonna try to get in there. Yeah. Đây. It's hard to live stream while I'm doing this. Ok, đó. Am I gonna sweat in this? Sweat, no. Okay. All right. Nó giống như là cái một cái ski suit vậy đó, dạng vậy, cái material có nó như là một cái ski suit. Thì bây giờ, bởi vậy nhiều khi làm đại diện cho văn phòng này cũng lợi ghê rồi đó, được thử đủ thứ hết trơn. Đó, nó là một cái suit như vậy nè, đó, giống như là cái ski suit vậy. Đó, rồi Christine đây đang zip up. Đây, mình nằm trên giường và cô nurse Christine đang kéo cái material lên. Thì ok. Theo lời của Christine thì là cái máy này nè, nó giúp massage cho mình mà nó không có đau gì hết á. Thì đây là lần đầu tiên 7 nằm trong này để thử. Thì cái nghe nói là mỗi lần chúng ta làm cái treatment này thì có thể lose từ mỗi lần như vậy là 2 pounds. Và nếu chúng ta làm 5 ngày liên tiếp có thể lên đến lose 10 pounds water weight nha các bạn, chứ không phải mỡ đâu nha. Thì nếu mà các bạn nữ đó thì là chắc là ai cũng biết rồi, khi mà chúng ta đến sắp tới ngày đó chúng ta giữ nước trong người rất là nhiều, và nó làm quần áo chúng ta chật chội, khó, rất là khó chịu. Và nhất là cái tuần đó mà mình phải đi ăn đám cưới hay cái gì đó, mình mặc cái gì đó, cái bụng mình nó phình lên, nhìn rất là xấu, phải không? Rồi nguyên một cái người mình nó puffy.
this is perfect for cái những cái event như vậy, mà đến ngày mà mình bị đó, mình có thể vào đây mình nằm và cứ mỗi lần như vậy là 40 phút mình có thể lose từ 1 đến 2 pounds, và mình có thể làm mỗi ngày. Nếu mình làm 5 ngày liên tiếp thì mình lose 10 pounds. And it's safe with pregnancy for the legs. Wow, really? You just have to unzip it a little bit lower, uh-huh. But it's good for like the leg circulation, as long as there's no blood clots, like nobody has the blood clots. Ah, okay. Christy nói là cái treatment này nó safe for những phụ nữ mà đang mang thai. Tất nhiên là để khi mà cho hạn những cái, nhất là phụ nữ mang thai đó, cái chân của chúng ta bị phù lên á, thì chúng ta vào đây nằm thì họ chỉ làm cái phía chân này thôi, thì chúng ta sẽ cái chân nó sẽ không bị phù lên, nó không bị giữ nước. Ok đó, cái cảm giác nó là như này, nó giống như là sao ta, nó massage mình, nó cái này nó phình lên rồi, nó phình lên, cái nó bóp người mình lại, nó feel vậy đó. Giống như là một cái mình nằm trong một cái giống như là khi mà mình chúng ta lấy lấy blood pressure, giống như là lúc chúng ta lấy huyết áp tay á, nó bóp luôn, cái nó thả ra, nó bóp nó thả ra đó, nó feel vậy đó, thấy không đó, nó phình lên, cái nó bóp ra, nó giống như là khi mà chúng ta lấy cái là người ta lấy huyết áp cho mình á, nó feel y chang vậy đó, không có đau tí nào hết đó. How's it feel? Good. Yeah, I don't really feel anything. Yeah. Yeah. So I'm just gonna lay here for 40 minutes? Yeah. Okay. Mm-hmm. Okay. Hôm nay quên cái selfie stick nên nó hơi là gần. Oops, sorry. Để vừa nằm đây vừa đọc comment của mọi người. And we can pair treatments with this one, like IV infusion. Ah, okay. We can do the dermal infusion, yeah. Bocce. Thì trong lúc chúng ta nằm như vậy là thay vì là không có làm gì hết, thì các bạn nào mà muốn làm IV infusion là truyền cái vitamin hay truyền cái anti-aging hay làm trắng á, giống như bữa chị Karen á, thì có thể là làm IV treatment trong lúc này, hoặc là làm cái máy Vivace, hoặc là làm cái máy dermal infusion, right? Là cái máy mà hôm bữa bảy có thử rồi đó, là một cách làm facial thôi. Để hỏi bảy chưa biết cái giá, một tí để đợi Thảo vào mình hỏi. Tại vì mới vừa vô cái văn phòng giới thiệu liền cái máy này, cái mình chạy vô nằm luôn. Nên thành ra là chưa có hỏi là bao nhiêu một cái treatment. Thì đó, thì như theo lời của văn phòng á, nói đó, thì là khi mà mỗi lần chúng ta làm cái này, chúng ta có thể lose up to 2 pounds in water weight. Là cái, tại vì người phụ nữ của mình nó giữ nước rất là nhiều, thành ra là khi mà mình cần mà ốm liền ngay chắc khắc á, mình vào mình làm cái treatment này, và cái cuối tuần đó mình đi ăn tiệc ăn gì đó, mình không có sợ cái bụng mình nó phình lên đó. Bao nhiêu một lần nha, để hỏi. Can you do you know how much it costs for each time? Yeah, or if there's $250 for each treatment, but we have like package deals. Mm-hmm. The package deal would be a series of 6 treatments. We recommend doing them every day. Uh-huh. And the package price is $180 per treatment, if you buy it as a 6, and then it's $120 a treatment if you do it with Aquagold, the Vivace, with another med spa. Okay. Đó thì Christine nói là nếu mà chúng ta mua một cái package treatment mà cho 6 ngày liên tiếp á, thì là 180 một lần. Mà nếu mà chúng ta làm với những procedure khác như Vivace hay là những cái treatment khác thì là còn 120. Nhưng mà để thế nào là cũng có, Thảo cũng có cái giá đặc biệt cho những cái người mà đang xem cái livestream này. Thành ra là các bạn chờ một tí nha. Để. Nhưng mà không biết sao, bởi cái số 7 cũng hơi hên là vậy nè, là nó đúng cái ngày mình cần luôn đó. Tại vì mấy ngày này hôm nay mình nó chết cha rồi, tự nhiên sao mình nó lên cân một cách kỳ cục, lên đến 4-5 pounds không ít đâu. Nhưng mà
mình biết là mình không thể nào mình lên cân một cách nhanh như vậy được. Oh, thank you, that helps. Yeah. Mình biết là mình không thể nào mình lên cân một cách mà trong vòng có một tuần mà mình lên đến gần 4-5 pounds. Thì thường thường là như vậy, là vì trước đây tuần trước bảy ăn mặn rất là nhiều, ăn mấy cái đồ mà như đồ cuốn chấm mắm nêm rồi đó, nó giữ nước trong người, mà nhất là đến cái ngày mình sắp bị nữa. Thành ra là hôm nay vô đây nghe Thảo nói chị thử cái này đi, rất là hay. Thì thế là vô đây nằm liền, thấy không? Nó không đau đớn gì đó. Mình nằm như vậy khoảng chừng 40 phút là xong một cái treatment. How cool is that? And we're in the process of getting a jacket too. Oh. So it will go on your arms and your chest. I see. Mm-hmm. Oh, so Giang Phòng đang mua cái cho cái áo nữa, là có nghĩa là bây giờ làm đây thì nó cái phần ở dưới này thôi, còn cái phần ở trên này nó không có ốm đi. How? I mean, so you don't lose like all over water weight with just this? It's mostly from like your torso. The waist down. Oh, okay. Yeah, so the jacket's gonna help with more arms. So with your arms. Okay. Thì thật tình ra là các phụ nữ của tụi mình đó là bị khi mà mình giữ nước trong người thường thường đó là nó vô mông nè, vô bụng nè, vô đùi đó, cho nên là cái này là cũng đủ rồi. Nhưng mà văn phòng đang kiếm đang mua cái mà cho cái jacket, là cho cái áo luôn. Thì chẳng hạn như nếu mà chúng ta bị giữ nước trên ở hai cánh tay hay là ở phần trên thì là cái áo đó nó sẽ work cho cái phần trên, còn ngày hôm nay thì là bảy chỉ cần làm từ dưới xuống thôi, ra từ bụng trở xuống nè, thì là mình giữ nước trong người á, nó sẽ bớt. I will let you know by tomorrow how much weight I lost from doing this today. Yeah. I actually was telling the audience that I gained like 5 pounds. Oh, really? But I know it was water weight though. Yeah it was water weight. And you can even scoot down a little bit further. Oh, I can? Yeah. How does it scoot down? Because it's so tight. I know. Maybe when it starts to deflate. cái này không phải là bảy cố tình đi làm đẹp, mà là gì, mình là văn phòng, mình làm cho văn phòng cosmetic, right? Thì mỗi cái procedure nào họ có thì mình phải thử để mình nói cho khán giả mình biết đó chứ. Tất nhiên rồi, những cái mà mình làm mà nó không có phải là mẫu xẻ thì bảy làm hết á, tại vì nó đâu có đụng vô trong cái người của mình đâu, chỉ là ở ngoài thôi. Chứ hạn như cái này á, nó chỉ là giúp massage, nó gọi là lymphatic massage. Yeah, là trong người mình á, nó có những cái tuyến nó gọi là cái lymph node đó. Là không biết cái lymph đó, cái lymph là không biết tiếng Việt gọi là cái gì, nó giống như những cái tuyến mà nó khi mà nó massage như vậy, nó sẽ giúp những cái nước mà nó giữ trong người á, nó đi ra theo cái tuyến đó và đi ra khỏi con người của mình đó. Vì vậy mà cái massage treatment này nó sẽ giúp khi mà các bạn mà người trong người mình đang giữ nước nó mà cần phải lose weight right away, 2 pound, 4 pound, 5 pound gì đó, để mà khi mà mình đi ăn tiệc hay mình sắp sửa mà có một cái event gì lớn, mình không có mình mặc đồ cho nó đẹp đó. Chứ còn nếu mà trường hợp mà chẳng hạn như mà nói phải đi sửa mũi, không, cái này bảy không có sửa được, tại vì trời xanh sao để vậy, phải không? Nói chung là tại vì nó cũng quá tệ, chứ nếu mà nó tệ quá thì mình cũng sửa. Nhưng mà tại vì nó mũi bảy hơn là nó đã cao sẵn rồi, nên là không có cần phải làm gì hết. Hello chị Karen, khỏe không chị? Đây, hôm nay em thử cái máy nè. cái máy mới. Nó giúp cho mình coi như là những cái nước, cái water weight của mình đó, nó khi mà mình giữ nước trong người đó, nó sẽ giúp cho mình mất từ 2 cho đến 10 pounds trong vòng 5-6 ngày gì đó. Thì hôm nay là em đang ở LEA Plastic Surgery chị. Hôm nay là ngày em phải vô đi làm việc. Thì mới vừa bước vô thì được giới thiệu làm cái treatment này, thì em nên vô em làm thử.
nếu tất nhiên nó đụng gì vô nó mổ xẻ là bảy xong làm đâu, nhưng mà những cái thứ này mình biết là nó nếu nó có thể giúp được cho mình lose weight qua những cái water weight mà nó không có đau đớn, không có nó không làm cho mình mất sức khỏe hay cái gì hết thì mình làm thôi đó. Còn những cái chẳng hạn như cái máy như chị Karen làm vừa rồi là làm cái AquaGo, nó cũng chỉ là làm ở ngoài, nó không có thay đổi gì cái diện mạo của mình, trừ là nó làm cho cái da mình nó đẹp hơn, rồi nó căng hơn, rồi nó nhìn nhìn tươi hơn đó thì làm. Chứ còn nếu mà trường hợp mà phải mổ xẻ như cắt mắt, sửa mũi hay là làm cái gì khác thì là bảy không có thể thử được. Bỏ ở trên có làm mất luôn. Christy, it's one of the clients here. She asked if we wear the jacket, it will make our boobs get smaller. No, it's just water weight. Nó chỉ là water weight, chứ nó đâu có làm tan mỡ. Tại vì cái ngực của mình là nó là mỡ, em biết không? To hay nhỏ là do mỡ nhiều hay mỡ ít. Thì nên ta không. Tất nhiên khi mà mình những người mà phụ nữ mà đang mang bầu hay là sắp đến ngày á, ngực nó rất là to à, các chị em phụ nữ nào mà là phụ nữ thì biết là đúng rồi phải không, đến cái ngày mà mình có đó, sắp tới đó, nó làm ngực mình rất là to, thì tất nhiên là khi mà mình mặc cái áo jacket vô nó sẽ làm cho nó nhỏ lại, tại vì nó sẽ mất đi cái water weight, mất nước, nó làm cho mình mất nước trong người. 180 một lần, nếu mình làm cái series 6 lần chị chẳng hạn. À, em recommend chị làm cái này khi nào mà ngày anniversary của chị á, chị muốn body mình mà giống như là nó săn chắc á, làm cái này. Tại vì lý do đây là một cái mẹo, tại vì Tracy có một cái người bạn Mỹ, anh ta là người personal trainer mà cũng là một cái người mà là gọi là đi compete á, tiếng Mỹ, tiếng Việt nó gọi là bodybuilding, tiếng Việt gọi là xây dựng cơ thể hả? Bodybuilding là trước khi họ đi compete, trước khi họ đi thi, họ phải uống cái thuốc mà nó làm cho mất nước nè, với lại họ phải coi như uống rất ít nước, tại vì họ không muốn giữ nước trong người. Thì khi mà mình đi thi á, nó mới thấy được những cái definition trên người. I was telling them about my friend who's a body builder. And every time he's compete, he has to drink those water pill to get rid of all the water in his body, you know, to show the definition. So I think this machine is perfect for him. This treatment will be perfect for him. Khi mà chị đã, nếu mà chị đã có làm cái treatment AquaGo hay là Vivace gì đó, hay là Christine mà làm Vivace rồi, thì chỉ còn có 120 lần thôi. Cho nên là chị Karen, trước khi ngày anniversary của chị nên vào đây làm cái máy này, coi như là mấy ngày liên tiếp luôn, và nó sẽ lấy cái nước dư trong người mình ra đó, thì nó sẽ làm cho người mình thon gọn, mà mặc đồ sẽ rất là đẹp. Em sẽ cho chị biết ngày hôm nay em sau khi làm này em sẽ mất mấy pound. Tuần vừa rồi em lên 5 pound, em sợ quá trời, nhưng mà em biết đó là chỉ là water weight thôi. Và cái mà em thấy rõ nhất là cái chỗ nó lên, là chị biết chỗ nào không? Là cái mông. Mà em nói, chết cha, không lẽ do mình làm cái mông, tại vì các bạn biết là khi mà cái người mình chỗ nào mà muscle mà nó build lên á, là nó sẽ nặng hơn là fat. Thành ra là mấy đang thắc mắc không biết là tại vì cái mông mình nó to hơn mà mình không lẽ mình nặng lên gì mấy pound như vậy. Nhưng mà tất nhiên rồi, nó là cũng là water weight. Bó như cái đòn bánh tét. Yeah, nếu mà em bó cái người em xong rồi em chui vô em ngồi xong thì cũng có thể là như vậy. Nhưng mà cái máy này á, nó drain cái lymphatic system, is that what you call them? Lymphatic system. Yeah, lymphatic system là cái tuyến nó, tiếng Việt nó gọi là cái gì, cái tuyến mà trong người mình nó có những cái tuyến, thì khi mà cái nó gọi là tiếng Mỹ nó gọi là lymphatic system, là khi mà mình giữ nước trong người á, mình làm cái này thì nó sẽ ra cái nước, nó sẽ ra bằng những cái tuyến đó.
nói lại chị phải làm bao nhiêu lần. Thì đó, nếu mà chị làm 5 lần thì chị có thể lose up to 10 pounds in one week. Là mình phải làm mỗi ngày, mỗi lần mỗi ngày, cứ mỗi lần như vậy là nó mất khoảng chừng 2 pounds. Tùy theo da cái cơ thể của mỗi người, nhưng mà từ 1 đến 2 pounds. Em sẽ cho chị biết ngày hôm nay, như em nói đó, hồi sáng em lên cân á, là em lên 5 pounds á, em hết hồn luôn. Nhưng mà em biết là nó chỉ là water weight, tại vì tuần vừa rồi em vừa ăn mặn nè, mà vừa bị cái vụ kia nữa, thành ra là em lên cân. Nhưng mà ngày hôm nay em làm xong, em sẽ cho chị biết là nó xuống liền bao nhiêu pounds nha. Lý do tại sao là bảy phải thử là như vậy, tại vì mình phải thử rồi mình mới nói cho những cái người khán giả của mình biết, chứ mình không thử thì sao mình biết, mình nói cho người ta, phải không? Mình chỉ quảng cáo mà nó thật sự nó không có work thì người ta vô người ta làm mất tiền, mình cũng cảm thấy rất là áy náy. Cho nên vì vậy mà tại sao những cái này nó bảy phải thử là như vậy, chứ không phải là bảy muốn làm. Nhưng mà mình thử để mà mình nói cái thứ nhất là cảm giác khi mà mình làm như thế nào, thì các bạn thấy là mình vẫn nằm đây nói chuyện bình tĩnh bơ à ha. Đó, nó giống như là nó co bóp, giống như là chúng ta lấy blood pressure vậy đó, lấy đau huyết áp vậy đó, nó cứ co bóp vậy đó, mà nó không có đau như là kiểu mà nhiều khi mình lấy huyết áp á, nó thắt lại rất là đau, còn cái này nó chỉ nhẹ thôi, và nó massage từ dưới chân, cái massage lên từ lên trên rồi nó trở xuống đó, nó cứ co bóp nằm rất là thoải mái. Chị theo Tracy tốn kém nhưng có bộ có lý nha. Chị à, chị tin em đi, chị Khanh á, chị càng đẹp thì chị sẽ càng thành công. Cái điều này không phải em nói, mà tất cả chị đọc sách gì người ta cũng sẽ nói cái điều đó. Khi mình đẹp rồi mình tự tin, mình nói gì á, cái người đối diện của mình á, họ cũng nghe. Tất nhiên là mình nói thật chứ không phải mình nói xạo người ta nghe, nhưng mà nó sẽ cho mình cái sự tự tin. Và khi mình tự tin mình nói cái gì ra đó là người ta feel được cái điều đó, người ta feel được cái sự tự tin của mình, và cái những cái tự tin của mình á sẽ làm cho họ muốn đi với mình hơn là đi với người khác. Chẳng hạn như chị bán insurance, người khác, chị Karen bán insurance, người khác cũng bán insurance. Tại sao người khác không thành công như chị Karen? Chỉ vì ngoài cái sự mà tận tâm của chị Karen ra, chị dạo này càng ngày càng đẹp nữa, đồng bọn ai cũng khen. Mình ngồi đối diện với người trước mặt và nói chuyện, mình biết mình đẹp, mình cũng tự tin hơn nhiều. Đó. Nếu trường hợp bảy không tự tin, bảy nằm đây bảy nói chuyện, ai tin bảy, phải không? Đó. Tất nhiên mình cũng nói sự thật, chứ mình không có nói cái gì mà nó quá để mà mọi người tới mình nói là bảy nói mọi người muốn xuống 10 pound đến đây làm, nhưng mà bảy cũng nói rồi, nó chỉ là water weight, nó là khi mình cái treatment này để giữ, khi mình người ai mà bị phù thủng á, mà giữ nước trong người nhiều á, cái này cái treatment này is perfect for you. Nhiều khi chúng ta làm uống những cái thứ thuốc, chẳng hạn như bị bệnh một cái bệnh gì đó mà mình uống cái thuốc gì vào xong rồi nó làm cho mình giữ nước trong người thì là mình vào đây mình nằm thì mình sẽ trở lại bình thường, phải không? Cái này nó không có làm, không biết là nó có lên tới mặt không thì bảy không có rành, nhưng mà cho body thì là nó sẽ work. Chị kêu khách để dành tiền. Đúng rồi, để dành tiền, mình có tiền trong cái investment account của mình đó, xong rồi sau đó đến già mình lấy tiền trong đó ra mình đi làm đẹp. Như bà Cầm Thơ mới nói đó, có tiền là để làm gì, đi làm đẹp đi ông nội đó, phải không? Cái gì riết ế hết, đẹp quá ai cũng chê, cái gì đẹp quá ai cũng chê, xấu thì không ai thèm là sao đẹp thì làm sao mà ai chê được. Tony Vương nói đàn ông làm mà nó co bóp kiểu này chắc chết một hồi ra đi. Does this work for men? Yes. Ok. Cái đó hình như cái chỗ đó nó không co bóp, Tony ơi. Bảy nằm đây bảy không thấy nó co bóp chỗ đó, nó chỉ co bóp hai bên chân nè. Rồi cái bên phần tùy theo là mình zip up nó đến đâu. Nếu mình zip lên, this size not zipped all the way up. Can I zip it up? Yeah. Oh.
I think the last one put it down because it was too much, like too tight maybe. Oh, okay. Ồ, mình chê người ta, ok. Không, chị để dành, chị để dành khi nào mà chị đi một cái event gì đó chị Khanh, hay là cái ngày anniversary của chị đó mà mình cần người mình ốm, thon gọn, mặc đồ cho nó đẹp. Em nghĩ cái treatment này nó sẽ là perfect for you. Nhưng mà để em về, em sẽ cho mọi người thấy. Hôm nay em định đến đây là để em chụp cái hình after của em, cái phần mông đó, em hứa với mọi người. Nhưng mà bây giờ em phải mặc quần thôi, không cách nào mặc cái quần kia được, nó nhìn nó lộ liễu kỳ quá. Nhưng mà phải nói là nó work and em rất rất là thích cái result của em ngày hôm nay. Mặc quần tự nhiên thấy cái đằng sau của mình nó tròn vo, thích dễ sợ luôn. Cái đó là em phải công nhận là nếu mà em có phải may là em không phải bỏ tiền ra, nhưng mà nếu mà em bỏ tiền ra em nghĩ nó cũng rất là worth it. Tại vì mình không cần phải làm mổ xẻ gì hết. Tự nhiên bây giờ có một cái mông nó tròn vo. Một tí nữa bảy sẽ chụp hình cho mọi người xem. Chụp với cái máy, mặc quần chứ không có mặc underwear nha các bạn. Sorry, hồi đó tưởng là mình mặc underwear mình chụp before and after được, nhưng mà cuối cùng bây giờ nhìn nó hơi lộ liễu kỳ quá, nên thành ra là sẽ mặc với cái quần để cho các bạn thấy khi mà tẩy mặc cái quần nó cái mông nó nhìn nó căng tròn như thế nào. Nó không nhìn như kiểu mà Kim Kardashian hay là Jennifer Lopez đâu, tại vì cái đó này nó quá rồi, bích đích mấy người đó bự quá rồi. Bảy cảm thấy là chỉ muốn là cái nó săn tròn lên là nó vừa vặn với cái người của mình thôi. Như vậy là happy rồi, không có muốn mà cái đít nó quá to, nhìn nó dị hợm lắm. Mà hôm nay là định cho em mượn mông xài thử nghe. Sao mượn được, em phải tự vô em làm chứ. Cái máy này cũng có thể mình không biết mình mua bao nhiêu. Christy nói đúng, mà chị nghĩ là mắc á. Nếu mà ai có tiền á, mua cái máy này cứ ngày nào cũng vô nằm bảo đảm ốm nhom. Tại vì mình làm mỗi ngày được mà, nó chỉ massage thôi, nó không có phải là laser, nó cũng không phải là radio frequency hết, it just nó massage. Và nó làm cho mình drain những cái nước, nó làm cho mình mất nước ở trong người á, để mà con người mình nó săn co lại. Tại vì khi mà mình giữ nước á, cái người mình nó bụng, các bạn biết không. Hello Nguyễn Đoàn Viết Khoa, hello Cúc, hello Cúc, chị Cúc Nguyễn, hello Lan Vương. Đó thì hôm nay là giới thiệu đến các bạn cái máy này nha. Không biết gọi là cái máy, cái device, cái này nó gọi là cái gì nữa, nhưng mà nó có cái tên là Balancer Pro. Đó, mình nằm vô đây mặc quần áo bình thường, rồi xong rồi nó massage, nó co bóp 40 phút. Đó, cứ mỗi lần như vậy là mình mất được 2 pound nước tùy theo cái cơ thể của mình. Rồi nếu mà mình cần làm liên tục để mất khoảng 10 pounds á, thì ngày nào mình cũng vô đi hết, cứ mỗi ngày vô nằm một lần vậy đó, thì cứ mỗi lần là mất 2 pounds, cho đến cái ngày mà người nào sắp sửa làm đám cưới, this is the perfect treatment để mà mình mặc cái áo cưới mình cho nó đẹp. Chị Khanh đó sắp làm anniversary, chị vô chị nằm cho em mỗi ngày 6 ngày liên tục vậy đó, thì chị sẽ hay 5 ngày liên tục, đến khi nào mà chị mất nước mà chị thấy cái body của chị nó fit là ok. Cái máy này không có mua em ơi, cái này là cái máy này nó là ở trong cái chỗ LEA Plastic Surgery, cái nơi mà chị làm khuôn mặt đại diện đó, thì họ mới giới thiệu cái máy này, chị vào chị làm nằm thử. Chứ cái máy này họ không có bán. Mình muốn thì mình vào đây để mà mình làm treatment thôi nha, cứ nằm 40 phút vậy đó. Dạ bụng ok chị. Thì đó, nó tại vì em nằm hơi cao, đáng lẽ nãy là tại vì em vừa livestream cho nên đáng lẽ là em phải nằm xích xuống dưới nữa, thì nó sẽ cover lên thuốc đây. Em còn dư nhiều lắm, chị thấy không? Nó dài, nó dài vậy nè, cái chân em đâu có đụng tới. Mình nằm nó sâu xuống thì là cái này nó sẽ, phần này nó sẽ lên đây. Hồi nãy em hấp tấp, em tự nhiên em chạy vô, em không có nằm sâu, thành ra là chứ cái nó dài lắm, nó rất là dài. Cái chân em mới đến có chưa tới 3/4 cái này nữa.
đó, mình nằm xuống thì cái này nó sẽ kéo, nó nằm nó sẽ nó lên thuốc ở trên này luôn. Nhưng mà nãy em vô em hấp tấp rồi xong rồi em vừa cầm cái livestream vừa làm, thành ra là em không có nằm xích xuống. Hello Christopher. Hello Thompson from Australia. 77 nhiều khi cũng hên thì tự nhiên làm khuôn mặt đại diện đây xong được thử đủ thứ. Tất nhiên rồi, ở đây thì ngoài những cái máy mà họ làm ngoài da, những cái máy treatment nó gọi là non-invasive, bác sĩ Grady Hotega còn làm sửa mũi, nâng cằm, cắt mắt, căng da mặt, làm đủ thứ đó. Nhưng mà tại vì bảy đâu có làm mấy cái procedure đó nên là không có giới thiệu về nó nhiều. Nhưng ngày trong tuần này bảy sẽ dẫn một người tới đây để mà consultation, để mà cắt hai cái bọng mắt ở dưới này nè. Đó, là đàn ông lâu, coi như là họ rất là muốn làm, đàn ông bây giờ cũng điệu lắm. Họ bị cái bọng mắt ở dưới này mì mỡ đó, thì muốn cắt nó đi. Đó mới đầu á là lấy appointment ở bên Korea để qua đó sửa, tự mình nó sửa rẻ, nhưng mà cuối cùng bên đó tính ra rất là mắc, chưa tính tiền travel, là tiền máy máy bay, tiền ăn ở hotel, thành ra là cuối cùng họ mới gọi cho bảy, nói là nhờ đưa tới đây, đó là chồng của một người bạn, đưa tới đây để tham khảo, là vì nghe nói là bác sĩ này cũng đã đi huấn luyện qua cái lớp sửa thẩm mỹ ở bên Hàn Quốc. Những cái gì mà mới ra bên đó, bác sĩ đã qua đó để mà đã huấn luyện thêm, mặc dù là học ra trường ở Mỹ và là board certified plastic surgeon ở Mỹ rồi, nhưng mà vì những cái procedure mà của người Hàn Quốc sau này á, họ làm rất là tự nhiên, thành ra là bác sĩ muốn qua đó học cái cách thức mà để làm sao cho nó đẹp. Thành ra là nếu mà các bạn muốn cắt mắt mà không muốn đến người Mỹ, hãy đến bác sĩ Grady Hồ này, là bác sĩ là người Hồng Kông, rất là đẹp, và cái cặp mắt thẩm mỹ của bác sĩ cũng rất là tinh tế, tại vì là như chị Karen có nói trên livestream vài lần đó, đi các nơi khác bác sĩ nào, nhất là bác sĩ đàn ông á, ai cũng bắt chỉ cắt mắt hết á. Nhưng mà đến đây bác sĩ nói không cần cắt mắt, bác sĩ chỉ chích cho chị mấy cái Botox ở đây thôi và làm thêm cái Aquagold. Nên hôm nay là chị Khanh rất là happy đó. Cho nên nhiều khi các bạn cứ nghĩ là mình đi là mình phải cắt mắt, ai nghĩ là cứ nhăn là phải cắt mắt, nhưng mà nhiều khi không cần, nên mình kéo được thời gian càng lâu càng tốt. À đúng rồi, anh hai là cần cắt lắm luôn á. Good morning Diane Lele from Australia. I am at LEA Plastic Surgery today and I'm trying out this device. It's a Balancer Pro. Mà cái máy này á, là nó giúp to drain your lymphatic system. Là cái tuyến nước ở trong người mình á, mình giữ nước trong người. Mình massage 40 phút. You can lose up to 2 pounds in water weight. And if you keep doing this every day, it's safe for pregnant women. Mình làm nó every day, mình có thể lose up to 10 pounds. It's for mấy cái special occasion, mình sắp đi đám cưới, hay mà mình sắp đám cưới, hay là mình sắp làm tiệc anniversary mà muốn mặc fit into your dress mà cho nó đẹp á, thì là this is the treatment to get nha. Dạ em ở thẩm mỹ viện, nó tiếng Việt nó gọi là thẩm mỹ viện LEA Plastic Surgery. Yes, I know. This is my first time trying it. Ngày hôm nay là bảy try lần đầu tiên, và bảy sẽ cho mọi người biết cái result. Tại vì hồi nãy bảy có nói là vừa rồi bảy lên 5 pounds, but I know it's water weight. Tại vì nó sắp tới ngày rồi, nó mình ăn mặn nữa, thành ra là I gained 5 pounds. So hôm nay may quá, vừa bước vào văn phòng, Thảo nói chị ơi, văn phòng có cái máy này, chị vô chị nằm thử đi. Đó, thì thế là nhảy vô nằm thử 40 minutes. I will let you guys know sau cái ngày hôm nay là mình lose bao nhiêu pound nha.
Tất nhiên là nó là water weight chứ không phải là như các bạn nào mà uống phải uống thuốc medicine nào mà nó làm cho mình giữ nước trong người á. This is a perfect treatment. Tất nhiên rồi nó không có phải là rẻ, nhưng mà nếu mà mình để dành tiền cho cái special occasion nào đó thì it's worth it. Nếu mà các bạn làm chung với những cái procedure khác thì là 120, còn nếu mà mua một cái package riêng đó của nó 6 lần thì là 180 each time. Hello chị ơi, nói nơi đó có căng da mặt? Có chứ em. Căng da mặt hôm bữa bảy cũng có hỏi về vấn đề căng da mặt, thì bác sĩ nói là nhiều khi bệnh nhân cứ nghĩ là họ cần căng da mặt, nhưng mà tới đây ta chỉ cần làm cái thread lift, cái là nâng chỉ rồi chạy cái máy Vivace là đủ rồi, chứ không cần căng da mặt. Nhiều người cứ nghĩ là có cái da thùng là phải cắt đi, tại vì các bạn biết không, khi mà mình căng da mặt mình sẽ bị sẹo, sẹo hai bên này là theo thời gian thì nó cũng sẽ mờ đi đó. Nhưng mà nếu mà mình ở cái tuổi bốn mấy năm mươi mình chưa có cần phải căng, thì là bác sĩ có nói với bảy là bác sĩ làm cái thread lift là cái mà nâng chỉ bằng nâng chỉ, là luồn cái chỉ ở đây và kéo lên trên đây nè, và sau đó thì sẽ làm chạy cái máy Vivace để cho nó căng cái da mặt lên, và cái thread lift á thì giữ được 2 năm. Nhưng bác sĩ nói nếu mà mày maintain với cái máy Vivace mày sẽ giữ lâu dài hơn đó, hơn như vậy nữa. Thành ra là các bạn nào mà muốn tham khảo, ở đây có tham khảo miễn phí. Nếu mà nói là xem qua livestream của Trizy thì họ sẽ cho mình tham khảo miễn phí. Còn nếu không thì thường thường là hình như là mỗi lần là 100 đồng á. Cho nên các bạn cứ nói là xem livestream của Trizy thì họ sẽ cho mình free consultation. What's the number here again, Christine? 945. It's 949-945. Số phone ở đây là 949 2168 945 945 2168 2168 2168 945 2168 949 945 2168. Ăn tofu với cải luộc hả? Ăn mặn thì nó giữ nước dữ lắm. Địa chỉ thì mọi người gọi nha. Nằm ở Newport Beach, ở thành phố Newport Beach. 949-945-2168. Gọi để gặp Carolyn. Tên Việt Nam là tên Thảo. She là office manager ở đây. Thường thường Carolyn thường có cái discount cho những cái người mà xem cái livestream này. Cho nên các bạn nhớ là mỗi lần mà vào đây thì nhớ nói là có xem qua cái livestream thì thế nào cũng được. Hello G, how are you? Long time no see. Cái Akogo sau khi mà chị Karen làm xong á, chị rất là thích. Thế là có nhiều người xem livestream, họ từ San Jose xuống đây họ làm nè. Rồi Christy thì làm cái khác, nhưng mà cũng từ ở dưới San Diego lên đây làm. Nên là các bạn nào chị Karen với Christy thuộc luôn cái số phone. Thank you. Đó, thì ở đây là làm từ A đến Z luôn. Tại vì bác sĩ đây là board certified plastic surgeon. Vừa rồi bảy cũng có người mới vừa nhắn tin nói là chị đi sắp sửa chị đi châu Âu tháng 6 này về, chị sẽ làm mông và làm cái Acogo treatment luôn. Đó thì khi mà chúng ta làm hai procedure liên tục thì chúng ta sẽ được discount. Rồi có mấy cô ca sĩ cũng sau khi mà thấy cái mông của bảy cũng muốn đến thử làm cái máy đó. Cái đó nó không phải là surgery, cho nên là làm người ta không có ngại, hiểu không? Nó chỉ là chạy điện, nó làm co bóp cho cái mông mình nó cái cơ mình nó nở lên, cho cái mông mình nó săn lên, nó tròn lên. Cho nên là đâu có mổ xẻ gì đâu, mà không có downtime, không có phải nghỉ làm, không có phải nghỉ hát. Cho nên là mọi người rất là thích. Và tất nhiên là những người nào mà muốn làm á, họ khi mà hỏi thì bảy chụp hình bảy gửi cho họ xem, nhưng mà không có đưa lên public được thôi. Hello Diamond Ruby, khỏe không em?
Yes, no problem. Hello, Kev. Hello, Mỹ Nghiêm. Đó, văn phòng ở Newport Beach nha. Văn phòng rất là đẹp, rất là khang trang. Nơi đây là rất là một cái văn phòng phải nói là chuyên sửa thẩm mỹ cũng như là những cái máy gì mà tối tân nhất ở đây cũng có. Khi các bạn tới thì các bạn cứ xin xem hình before and after. Những cái gì Bảy chưa có làm qua thì Bảy không có nói được, nhưng mà Bảy làm qua cái M-Scope, phải nói là nó rất là work cho cái phần mông. Phần bụng thì các bạn cũng có thấy cái hình của Đan Nguyên rồi đó, Hiền cũng làm rồi. Bảy sẽ lấy một cái hình khác mà trước khi làm, sau một tháng và sau 3 tháng chúng ta sẽ thấy từ cái lúc chưa làm cho đến cái lúc mà 3 tháng cái bụng của Đan Nguyên sẽ nhìn như thế nào đó. Còn cái Bảy đang làm cái phần vừa rồi đã làm phần mông rồi, và bây giờ là đã đến cái tại vì sau khi mình làm xong 4 cái treatment phải đợi 6 tuần sau mình mới thấy kết quả. Thì các bạn nào mà muốn làm đẹp cho cái mùa hè sắp tới đây nè, nên làm bây giờ, tại vì đợi 6 tuần sau nó mới tròn lên nha, chứ không phải là làm xong tròn lên liền. Cho nên chúng ta cần thời gian. Làm bây giờ thì đến tháng 6, tháng 7 là perfect. Mặc bikini là không sợ nữa. Tại vì Việt Nam mình nó mặc quần bikini á, trừ khi những người mông quá to như chị Karen thôi. Chứ mặc cái quần bikini á, thường thường nó ưa gì bị hóp vô sau, nhìn rất rất là xấu. Thành ra là mình trước khi mình đi mặc bikini hay mặc đồ tắm, làm cái M-Scope, cái phòng ba của mình nó sẽ săn tròn lên, rồi các bạn sẽ thích. Hello, hello Tuyết, khỏe không Tuyết? Oh, you back to work already. Oh, chúc mừng em có job mới nha Chi. Haven't heard from you for a long time. Còn gì nữa? Đây tí để Bảy hỏi xem coi là ở văn phòng có cái special gì cho cái treatment này không. It seems like it's more than 40 minutes. Has it? We have 3 minutes left. Okay. Bảy còn 3 phút nữa. Okay. Chúng ta khi đến làm cái máy này đó không có cần phải undress, mặc luôn quần áo của mình xong rồi chui vô đây nằm một nó massage. Rất là thoải mái, mình có thể nhắm mắt mình ngủ. Nhưng mà tại vì cứ mỗi lần Bảy vô đây, Bảy phải làm chuột bạch, thành ra là lúc nào cũng phải livestream cho mọi người xem. Đó, mọi người cũng thấy rồi, không có đau đớn gì hết á. Một tí nữa, 3 phút nữa là nó xong, là sẽ unzip. Và mình không có chảy mồ hôi gì hết á. Mà Bảy cũng không hiểu là cái nước nó đi theo cái gì nó ra. Nhưng how does this get the water out of your body? Urine. Đi tiểu ra. Nó massage xong một tí nữa là mình đi tiểu ra. Cái là từ từ. Có thể là ngày hôm nay sẽ đi rất là nhiều để nó ra sao cho đầy 2 pounds nha. Yeah. Sẽ cho mọi người biết kết quả. Và nếu mà trường hợp mà cái này nó work á, thì mai mốt mà Bảy có một cái show gì mà sắp tới chắc phải đến đây nằm để cho nó lấy nước trong người mình bớt ra để mà mình ốm vô. Trước đây á Bảy thường phải uống cái gọi là cái water pill, nhưng mà cái water pill đó nó cũng chỉ giới hạn thôi. Nhưng mà cái này đó là the quickest way, nó làm cho mình. What treatment did you get for your face? Oh, what did I get? Dermal infusion. Yeah, dermal infusion. Thật tình ra là Bảy ít làm mặt từ bữa giờ, Bảy chỉ làm một cái. Nó gọi là dermal infusion là nó làm nó một cái loại facial vậy, nó dạng như là một loại facial. Nó ngày xưa nó gọi là dermabrasion. Nó có những cái giống như hạt crystal rất là nhuyễn, và rồi khi mà mình chạy lên mặt mình á, nó làm bong những cái da chết, rồi nó đưa vào cái chất cái serum. What was the serum? I think we used vitamin C or the hydrating one.
hydrating. Nó có cái serum, nó gọi là hydrating serum, thì nó vừa đánh cái da chết mình nó bong lên, và nó vừa truyền cái serum vào mặt. Thì cái đó thì mình chỉ làm trước khi mình đi tiệc tùng gì thôi, chứ nó không có long term effect. Nhưng bảy xài cái serum mà bảy lâu nay đã đang bán trên trên website của mình, cũng như là uống Samsung 100. Còn cái làm ở đây làm mặt thì chỉ có làm cái đó thôi, chứ chưa có làm gì hết á. You can check out my serum and the stem cell supplement on my website, zbeautystore.com. That's what I've been using for the last 2 years. Còn làm ở đây thì chưa có làm gì ngoài trừ làm cái dermal infusion. That's just like a facial. It has no long term effect though. Are we done? Yep. Oh, okay. Cleaning. Okay, bây giờ là nó hết co bóp rồi chị. Đấy không? Christine chị unzip nó ra. Unzip hai bên. Okay. You see? Mặc quần nè, mặc quần áo bình thường. Đó, okay. So, just be careful. I just need to get out of this thing. Oh, this thing, you cannot take this thing off? No. Okay. I know. It's hard. I have the phone in my hand. Đó, mình chỉ cần phải mang cái đôi tóc vô thôi, để giữ cho cái đó nó sạch. Rủi nhiều người người ta bị giống như là mồ hôi chân á, cho nên là cái này là cho vệ sinh thôi. Đó. Đó. And then it's best to do it before Insculpt too, because there's less, like your cells have the water, so it's more contact after this treatment with the Insculpt against your muscles. Oh, so really? Better results with this. Okay. Thôi, okay. Thì bây giờ, để hỏi Carolyn coi có cái special gì cho đồng bọn của mình không? Is the Carolyn out there? Oh, she's with a patient, okay. Oh, đang consult với lại patient. Cho nên là... Thôi để có gì khi nào bảy biết cái kết quả rồi sẽ cho mọi người biết sau. Rồi sẽ lúc đó sẽ coi có nếu mà có cái special promotion gì đó thì sẽ cho mọi người biết, để mà ai muốn tới đây để làm cái treatment đó thì làm nha. Let me see, có cái gì nữa không? Hello Hương Trần. Ok rồi, hôm nay là ngày thứ ba, thì Happy Tuesday to everyone that's watching. And một tí nữa các bạn nào mà xem lại đó thì biết cái máy đó nó là cái gì rồi, phải không? Nó gọi là Balancer Pro đó, máy giúp cho chúng ta coi như là có thể ai mà bị giữ nước trong người mà cần lose weight fast for a wedding, for your special occasion, cho một cái event nào đó thì vào đây nằm 40 phút mỗi lần, you can lose up to 2 pounds. Và chúng ta làm liên tục cái series 6 lần có thể lose up to 10 pounds nha. Yeah. Ok, hello Lily Lam, hello Kelly Vũ. Rồi bây giờ bảy xin chào mọi người nha. Hôm nay giới thiệu cho các bạn một cách để mà chúng ta làm đẹp, một cái treatment mới. Thì ai thích thì cứ gọi vào văn phòng để tham khảo. Gọi cho Carolyn, tên Việt Nam là tên Thảo. Cô ta nói tiếng cả tiếng Anh và tiếng Việt. Thảo sanh ở Mỹ nhưng mà nói tiếng Việt cũng rất là rành. Số phone đây là 949-945-2168. Văn phòng ở Newport Beach, có tên gọi là LEA Plastic Surgery. Các bạn có thể Google for the address hoặc là gọi đến văn phòng để xin address. Okay, thank you everyone for watching, and I'll talk to you guys later. Bye bye.